Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, mưa rào liên tiếp, dông lốc xuất hiện. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, từ hình thái nắng gián đoạn sang chuyển mưa dông, cục bộ mưa to. Cụ thể, hôm nay ngày 19 tháng 9, thủ đô Hà Nội có mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn. Từ đêm nay đến ngày 21 tháng 9, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Ngày đầu nhiệt độ cao nhất khoảng từ 31 đến 33 độ, những ngày sau giảm nhẹ 1-2 độ, trời dịu mát. Riêng ban đêm giảm còn 25 đến 27 độ. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong ngày và đêm nay, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Việc dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, mưa rào liên tiếp, dông lốc xuất hiện sẽ giúp người dân có những chuẩn bị kỹ càng, giảm thiểu thiệt hại tối đa. Trong bối cảnh tình hình thời tiết phức tạp, xuất hiện tin giả bão số 4 đã đi vào miền Trung. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 9, trên trang fanpage của mình, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo cho người dân về hiện tượng tin giả về áp thấp nhiệt đới bão số 4. Theo Trung tâm, áp thấp nhiệt đới vẫn đang ngoài khơi chứ không phải đã vào như trên mạng đồn thổi. Chiều và tối nay, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi sẽ có thời gian tạm giảm mưa. Đây không phải là hiện tượng giảm mưa khi tâm bão qua. Áp thấp nhiệt đới còn ở xa ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sáng mai mới tiến gần bờ và gây mưa to gió mạnh trở lại từ nửa đêm. Về sáng mai ngày 19 tháng 9, đặc biệt là các tỉnh từ Quảng Nam trở ra tới Nghệ An, mong bà con không chủ quan, nghĩ bão đã qua mà mất cảnh giác. Cơ quan khí tượng này nhấn mạnh, đồng thời Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng, hiện nay trên các nền tảng xã hội có quá nhiều chuyên gia bão tự phong và sống ảo, đang chém áp thấp nhiệt đới, bão đã vào khu vực Trung Bộ nên trung tâm mới có cảnh báo này. Đặc biệt lưu ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia là cơ quan duy nhất ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai trên phạm vi cả nước theo quy định. Các công dân chỉ theo dõi trang của trung tâm hoặc các trang chính thống khác có dẫn nguồn từ phía trung tâm. Những nguồn không trực tiếp từ trung tâm ban hành đều là những tin không được kiểm chứng và là bịa đặt. Chiều cùng ngày, bản tin của trung tâm cho biết, đến 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Hoàng Sa cách Đà Nẵng khoảng 430 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do gió mạnh cao từ 0,3 đến 0,5 mét, kết hợp với chiều cường và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trên đất liền, từ gần sáng và ngày 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Từ chiều tối nay đến ngày 20 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đến ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông,
cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Vì sao chưa chính thức hình thành bão số 4 mà miền Trung đã mưa to? Nói về diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 4, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến sáng nay, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm lại. Lúc 7 giờ, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng hơn 200 km. Về phía đông, dự báo trong 24 giờ tới, khi di chuyển vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão. Hướng di chuyển hiện tại của áp thấp nhiệt đới chủ yếu là hướng Tây, nhưng sau khi mạnh lên thành bão thì sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về đất liền các tỉnh miền Trung. Dưới tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau là bão, trên biển trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Từ gần sáng và ngày mai 19 tháng 9, vùng gió mạnh sẽ mở rộng tới khu vực biển Trung Bộ, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9. Sóng biển ở khu vực này cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão cao 3 đến 5 mét. Về dự báo mưa, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do tác động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ, kết hợp thêm với hoàn lưu phía trước của áp thấp nhiệt đới hiện tại, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số nơi trên 100mm. Dự báo trong hôm nay, đến sáng ngày 20 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra đợt mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 300mm. Với lượng mưa như vậy, thì khu vực Trung Bộ, đặc biệt là vùng núi của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, trong thời gian tới, cần hết sức lưu ý hiện tượng lũ quét và trượt lở đất, ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh. Chạy đua với bão số 4, Đà Nẵng có mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ nhiều tuyến đường và khu dân cư. Các tuyến đường trung tâm tại quận Hải Châu, Sơn Trà xảy ra ngập cục bộ khiến giao thông hỗn loạn. Trong khi đó, tại các khu dân cư thấp trũng của các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, ngập lụt đã xảy ra. Người dân được yêu cầu sẵn sàng di rời khi mưa lớn tiếp diễn. Nhiều hộ dân ở khu vực rốn lũ ở Đà Nẵng, trên đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, hai ngày qua tất bật lo dọn dẹp, kê cao đồ đạc để sẵn sàng ứng phó với bão. Lo sợ tái diễn ngập nặng như đợt mưa bão tháng 10 năm 2022. Nhiều người có ô tô, mô tô, đắt tiền đã nhanh chóng đưa đến nơi cao giáo. Tại khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đã về neo đậu để tránh trú bão. Một số tàu thuyền ghe gắn máy bị vào nước. Hàng trăm người dầm mưa bơm tắt nước để kéo tàu thuyền lên. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 9, còn 62 tàu thuyền của Đà Nẵng và 617 người đang hoạt động trên biển. Trong đó có 41 tàu cá trên 452 người ở vùng Bắc Biển Đông và Hoàng Sa, 10 tàu trên 71 người đang ở giữa Biển Đông và Trường Sa. Bộ đội biên phòng thành phố duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện trên, thông báo hướng dẫn di chuyển vào bờ để tránh trú an toàn hoặc vòng tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Kiểm tra thực tế công tác phòng chống mưa bão tại huyện Hòa Vang, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu địa phương chuẩn bị kịch bản mưa bão xấu nhất có thể xảy ra để chuẩn bị cơ sở vật chất, các địa điểm kiên cố, sẵn sàng di dời dân. Chiều ngày 18 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết tàu hàng An Bình Phát 68 khi đang chở 4.000 tấn đá bột từ Thanh Hóa đi Quảng Ngãi đến vùng biển Quảng Nam thì bị sóng lớn đánh chìm, 8 thuyền viên tàu kịp lên phao bè cứu sinh. Lúc 13 giờ 42 phút, tàu hàng An Bình Phát 68 khi cách xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam 4 đến 5 hải lý thì bị sóng đánh nghiêng tàu rồi chìm hẳn. 8 thuyền viên trên tàu đã kịp lên bè cứu sinh. Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Lúc 14 giờ 20 phút, hai tàu CSB 2016 và CSB 601 thuộc cảnh sát biển vùng 2 đã cơ động ra vị trí tàu bị nạn để cứu các thuyền viên.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!